Hey, chào tất cả bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn một cái clip về một cái cách kết thúc một bài hát bằng cách là chúng ta rải hợp âm thôi. Nó chia ra có ba cái cách đơn giản trên cái âm dài trưởng nha các bạn. Thì cái này các bạn có thể áp dụng rất là nhiều bài, cũng khá nhiều phong cách các bạn có thể đưa nó vào được ha. Thì trong cái ví dụ này chúng ta sẽ nói về cái hợp âm cơ bản nhất, hợp âm đô trưởng. Thì với cái cách này xong, các bạn phân tích ra các bạn có thể áp dụng trên những cái trưởng khác nhau đều được cả, quan trọng các bạn hiểu ha. Thì cái cách đơn giản nhất, cách một đó chính là trước khi các bạn kết thúc bài trưởng thì các bạn quay về cái hợp âm 7 của nó. Giờ các bạn kết thúc thôi ha. Ví dụ các bạn trưởng đô trưởng thì cái âm ra cái hợp âm 7 của nó là hợp âm gì vậy bạn? Sol 7 đúng không? Ví dụ như la 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 la. Đó. Thì cách kết thúc này là rất là đơn giản. Nếu các bạn muốn nhanh gọn thì cách này không có cách nào mà nhanh gọn hơn cách này cả. Thì các bạn nhớ là hợp âm trưởng chúng ta quay về hợp âm 7 và cuối cùng quay về hợp âm trưởng. Đó. Ở đây chúng ta nó đang đô trưởng, bây giờ tiếng son trưởng thì sao? À, thì son trưởng chúng ta quay re 7. Thì cách nào để nhớ nếu các bạn chưa đặt, chúng ta thử nha. Do re mi fa son, vậy từ cái hợp âm gốc đến cái hợp âm bậc năm á, là hợp âm 7. Bây giờ mình sử dụng son nè, son la si do re, vậy là re 7, dễ không các bạn? Vậy bây giờ chúng ta thử rồi, thí dụ như mi fa son la si, vậy hợp âm mi trưởng thì chúng ta quay qua si 7 à, sau âm mi trưởng. À, các bạn nếu chưa đành các bạn có thể điếm cái kiểu như vậy được ha. Nhưng mà dĩ nhiên là lúc đầu các bạn nên tập những cái gì chứ ha. Chúng ta sẽ qua cái cách thứ hai. Cách thứ hai trước đây mình có hướng dẫn sơ rồi nhưng mà chưa nói các bạn về kết thúc bài thì mình sẽ nói luôn ha. Ví dụ chúng ta qua trưởng này, đô trưởng, chúng ta qua lại đáng lẽ hợp âm son 7 đi, nhưng mà này các bạn đánh hợp âm son thôi. Rồi sau đó các bạn lùi về một cái chúng ta đánh bậc 4 của nó là pha trưởng. À, nghe lạ chỗ nào? Đó chính là chúng ta chèn hợp âm thứ vào của các bậc 4 do re mi fa son. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh bậc 1 là đô nè, sau đó qua bậc 5 là son, quay về bậc 4 là pha trưởng. Thì pha trưởng sau đó các bạn trước khi quay trở về bậc 1 là đô thì chúng ta chèn vô hợp âm thứ của cái hợp âm 4 này, pha trưởng thành pha thứ. Sau đó các bạn quay về thì bạn nghe cái bài nó, cái đoạn nó tự nhiên đang cái giống như nó lắng động lại buồn cái rồi nó quay về trưởng, nghe nó cũng lạ đúng không? Thử nha bạn. À, các bạn thấy không, không quá khó đúng không? À, hãy thử cách này ha, mình rất thích cách này, nghe nó lạ tai. Và cái cách cuối cùng, cái cuối cùng nó dài dòng một tí nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả ha, rất hiệu quả, cũng nghe lạ tai luôn ha. Giờ chúng ta cũng đô qua son, sau đó từ cái son này các bạn đánh lên nửa cung là hợp âm son thăng, sau đó các bạn từ son thăng các bạn đánh lên một cung là la thăng. Các bạn có thể nghe một số bài nhạc của The Beatles á, các bạn sẽ nghe kết thúc kiểu này khá nhiều ha. Ở thập niên 60 70 á, người ta hay xài kiểu này. À, mình đánh lại bạn nghe. Đó. Thì tức là các bạn đánh hợp âm bậc 1, các bạn qua hợp âm bậc 5, do re mi fa son. Son nè. Thì bạn sau đó bạn tăng lên nửa cung. Ở đây son phải không? Tăng lên nửa cung, son thang. Các bạn tăng lên một cung và các bạn quay về hợp âm gốc. Thật ra nếu từ ngay chỗ này các bạn tăng lên một cung nữa là quay về hợp âm gốc rồi. À, các bạn có thể cộng thử cung lại là quay lại hợp âm gốc nha. Ở đây là đô trưởng này các bạn, đang đô trưởng ở đây. Vậy mình ví dụ bây giờ chúng ta đánh thử hợp âm mi trưởng,
mi fa son la si, vậy hợp âm tiếp theo nó là si trưởng đúng không? Si tăng lên nữa cùng là nghe chỗ này đô đúng không, và đô trưởng. Rồi tới gì nữa, một cung nữa là gì, rê, sau đó quăng tới hợp âm kết thúc là đây là mi trưởng, là bằng mi trưởng này. À, các bạn có thể áp dụng vô từng phần các bạn đưa thử xem sao. Thì chúng ta áp dụng vô các bài hát kết thúc bằng trưởng, các bạn kết hợp thử nhiều cách như vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự mới mẻ ha, cái sự mới mẻ. Lúc đó các bạn không cần solo gì cả, các bạn có thể kết thúc theo cái cách như vậy thì nó nghe nó cũng lạ tai ha. Thì hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn. Hãy nhớ subscribe kênh Guitar for Freedom để cập nhật các video mới nhất, và trong đó có những video mình có làm phần tab download kèm theo cho các bạn nữa, các bạn có thể download về in nó ra để chúng ta luyện tập lâu dài. À, thì các bạn nào có nhu cầu mua đàn guitar thùng hoặc guitar điện, ampli, phơ, các phụ kiện có thể liên hệ Amigo Guitar Shop. Thì bên mình có đầy đủ các loại với lại giá cả rất là phải chăng. À, hy vọng sẽ được đón tiếp sự ủng hộ của bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.